bắt đầu vô coi show em và Michael Jackson bản sao thôi nha. Sân khấu rất là rộng và hoành tráng. Đây thấy mặt mình luôn. Quay lần 360 độ. Trước khi vô chương trình, mấy ảnh làm một sự lôi hút rất là hấp dẫn, gây sự tập trung chú ý cho khán giả. Mấy anh chụp hình cameraman đó, điều hành hết khán giả. Cho nên cái khởi đầu lúc này thì họ cho mình quay nè, nhưng mà bắt đầu vô chương trình rồi thì không được quay và chụp hình nữa. Lúc này tha hồ quay thoải mái đó, để mình chia sẻ đến cả nhà mình coi không khí trong cái khán phòng lúc mà trước khi vô chương trình này. Michael Jackson One nha, đó ảnh đi sát đi vòng vòng đó, đó gặp rồi gặp hay vậy chụp hình đó, chụp từ lưa hộp dưa hết luôn, lưa hộp dưa rất là vui và có không khí nha. Thì mình nghe nói là chương trình này rất hay và hấp dẫn. Đây là một bản sao để tái hiện lại Michael Jackson đó, 3D đó. Cho nên nó chiếu, nó có cho mình thấy cái nón nè, đôi giày nè, găng tay, cặp mắt kiến của Michael Jackson nè. Chở bà gái dạo xe mui trần xong rồi 4 giờ chiều vô coi show em và Michael Jackson One rất là hay và tuyệt vời. Rồi xong lên phòng tắm rửa xong thay đồ mới và đi dạo thành phố về đêm, ngắm kinh đô ánh sáng bằng máy bay trực thăng và xe của đứa em trai Danh đã đến rồi, chúng ta lên xe thôi. Hello. Phía trước mặt là sòng bài Bali và Paris. Đó, còn bên phải là sòng bài Blasio. Rất hoành tráng. Vô tình đang chạy Uber, chở được ca sĩ, nghệ sĩ. Bây giờ coi thành phố về đêm nhé. Casino Blasio là phía trước là rất ấn tượng nha. Có hồ nước rất lớn và cứ cách 15 phút là sẽ có nhạc nước rất đẹp. Phun nước rất cao và hầu như ai đi ngang qua cũng thích chụp hình lưu lại kỷ niệm. Đó, phía trước là sòng bài Paris. Đây là MGM, quảng cáo MGM. Sòng bài MGM. Sòng bài New York. Hầu như là các sòng bài casino lớn ở trên con đường đại lộ Las Vegas này đều có một ấn tượng ở phía trước để gây sự chú ý cho khách tới tham quan và du lịch. Trong sòng bài Alibaba nhưng thiếu 40 tên cướp. Mặt tiền của sòng bài Alibaba. Và đây là kim tự tháp, gọi là casino sắc ướp Ai Cập đây. Đó, kim tự tháp đó. Nó mong mình tới trước đúng không? Đúng rồi, mình phải tới trước. Giống như mình đi khám bệnh gì đó, tới vô y tá rồi lấy số đo rồi làm rồi hết rồi. Là mình ngồi đó mình đợi. Bác sĩ mở cửa phòng vô khám cái, rồi bác sĩ qua cửa phòng khác khám tiếp vậy đó. Đây là nơi tập trung của cái bài này. Đây là một chiếc máy bay trực thăng đang chở khách đi tham quan dọc quanh thành phố Las Vegas. Vé đã mua rồi, bây giờ chúng ta từ từ bước vào cổng để đọc tên và lấy ticket. Đây khung cảnh bên trong, đây chiếc máy bay mô hình. Và từ từ đi đến ngoài, và hiện nay Danh đang chờ lấy ticket và đúng giờ là cất cánh. Phi công đã đề máy bay trực thăng chuẩn bị bay tham quan một vòng thành phố lớn nhìn quay chiếc bên kia người ta nhìn đó, và máy bay bên kia cũng đã đề ra chuẩn bị xuất phát.
một chuyến bay đi được 6 người, ở phía sau 4 người. Cánh cái bay đâu đặt được rồi. Chiếc máy bay phải để máy và nóng 2-3 phút sau máy bay mới cất cánh. Chiếc số 1 đã cất cánh. Và bây giờ chiếc máy bay chúng ta cũng từ từ cất cánh. Dàn cho cái gọi là cái đường bay của bay trực thăng bay đúng độ thấp rồi từ từ cất cánh lên. Cái này đèn nó chiếu là một cái kiếm bị phản cho nên khó thấy đó. Đường này dần chiếc kia đã có cánh cao rồi đó. Giờ từ từ nâng độ cao lên và có dịp nhìn thấy toàn cảnh của thành phố Las Vegas về đêm. Casino. Đây là điện đèn 24/24 ở dưới là FGM đó, không phải FGM. Dần nhẹ nhẹ vào mới thấy rõ hơn đó. Win trong bài win xa xa chúng ta cũng thấy cái tháp rất là cao đó, trên đó có nhà hàng ăn uống và buổi sáng cho chúng ta thử cảm giác mạnh đó. Tức là cột dây vào người cho thả tự do nhảy xuống cũng cao trăm mấy chục mét. Ai có can đảm thì cứ lên đó mà mình thử sức. Ở phía dưới này là gì đây, quá đẹp. Là một casino.
trên máy bay trực thăng chúng ta có lợi thế là xung quanh đều là kiến cả, cho nên quay ở trái phải phía trước cũng đều đẹp. Và được cái hạnh phúc là hai vợ chồng ngồi bên cạnh phi công, ngồi ở phía trước, cho nên mình quay sẽ được đẹp và rõ hơn. Quay đánh lượn một vòng rồi đó, đánh lượn. Đây cũng là một trải nghiệm thú vị. Nếu ai đã đến Las Vegas thì hãy thử một lần cho biết, ngồi trên máy bay trực thăng rồi chúng ta đảo một vòng thành phố khoảng đâu 10-15 phút để ngắm nhìn thành phố kinh đô ánh sáng về đêm thì rất là đẹp, cảm giác lạ, hơi sợ mà hơi thích thú. Đây là phía dưới đường cao tốc. Hilton ta thấy được cái em phải cái hotel của Trump Sinolo Rio Casino Rio. Phía xa xa chúng ta đã thấy được sân vận động mới xây. Sân động này cũng đã khánh thành thi đấu rồi. Đây là sân động football, nhưng mà xây vừa xong là bị dịch, thành thử những trận đánh nó không có khán giả. Đây phía trên nhìn xuống ta thấy cũng kim tự tháp luôn, casino kim tự tháp. Có thể là chiếc máy bay trực thăng chúng ta sẽ bay ngang qua sân vận động. Lúc đó quay xuống ở phía trên xa xa là thấy chữ gì rồi, nhưng mà để từ từ đến gần mình sẽ zoom cho các bạn thấy rõ hơn. Đây. Là cũng từ từ đang hạ cánh đáp lại về điểm cũ và từ từ hạ độ cao dần trở về lại sân bay Las Vegas. Xa xa cũng thấy máy bay đang vừa đáp xuống và một chiếc ở phía sau cũng từ từ đáp xuống.
bây giờ đã từ từ thấy được điểm đậu rồi. Đó, cái ô vuông vuông đó đó. Vậy hiện nay đang bẻ lái, từ từ đậu xuống. Bay một vòng và cảm giác rất là thú vị và hơi hồi hộp, và thấy thành phố Kinh Đô ánh sáng Las Vegas rất là đẹp. Và bây giờ là lúc chúng tôi đã vào trong tạm biệt. Cuối lúc chỉ biết chúc cả nhà những người đã trải qua một trải nghiệm rất là thú vị tại Las Vegas. Xin chào và hẹn gặp lại mọi nhà, người luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Bye bye. Tấm hình rất đẹp hả? Ồ, đẹp quá. Đó. Chuyên nghiệp chụp có khác. Đó đẹp. Vậy là hai vợ chồng Nhật Cường có một tấm hình lưu niệm để làm kỷ niệm. Xin mời quý vị đăng ký subscribe theo dõi. Nhật Cường xin chân thành cảm ơn quý vị luôn đồng hành ủng hộ kênh Nhật Cường TV, chia sẻ niềm vui và dấu sóng. Video mới phát lúc 20 giờ tối thứ 6, thứ 7 hàng tuần. Xin kính mời quý vị đón xem và giới thiệu nhiều người cùng xem.